Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp lại nhau trong thời lượng của bản tin Covid. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Bản tin Covid. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp truy vết người liên quan cuộc thánh truyền giáo, ghi F2 thành F0. Thêm 40 ca nghi mắc Covid-19 liên quan tới hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Chuỗi lây nhiễm quận Tân Phú có thể liên quan ổ dịch hội thánh truyền giáo. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu nhanh nhất có thể người liên quan 4 ca F2 trong chuỗi lây nhiễm hội thánh truyền giáo Phục Hưng thành F0. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, cơ quan chức năng vừa ghi nhận 4 trường hợp nghi mắc COVID-19. Đây là 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường 5, quận Gò Vấp vào tối ngày 29 tháng 5. Tất cả 4 trường hợp này đều là F2 và có liên quan tới bệnh nhân COVID-19 trong chuỗi lây nhiễm hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm, giờ đã thành F0. Hiện, phường 5, quận Gò Vấp đang truy vết khẩn trương các trường hợp tiếp xúc gần với 4 trường hợp nghi mắc COVID-19 nói trên. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả người dân trên địa bàn phường 5. HCDC còn cho biết, sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 12 trường hợp nghi mắc COVID-19 trên địa bàn quận 12 liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đều là F2. Theo HCDC, 12 trường hợp nghi nhiễm nói trên đều ban đầu là F2, giờ đã chuyển thành F0, nên HCDC và Trung tâm Y tế quận 12 đang khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu sớm nhất các trường hợp liên quan tới những ca nghi mắc COVID-19. Các đội phản ứng nhanh thuộc Trung tâm Y tế quận 12 khẩn cấp đến 4 địa điểm gồm chung cư Moscow, chung cư Toba Home, cụm dân cư Tân Thới Nhất và phường Đông Hưng Thuận để điều tra, truy vết. Kính thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi mắc COVID-19, tất cả liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), với 40 trường hợp vừa được phát hiện, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 140 dựng ca dương tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày thành phố xuất hiện ca mắc đầu tiên. Trong đó, chuỗi liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng có 133 bệnh nhân. Đến sáng nay, cụm dịch này đã được Bộ Y tế công bố là 94 ca, các ca còn lại chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân xem như ca nghi nhiễm. Chuỗi lây nhiễm liên quan tới hai vợ chồng ở quận Tân Phú đến nay ghi nhận 7 ca, hai chuỗi lây này đều cùng nhiễm biến chủng Ấn Độ. HCDC dự báo số ca nhiễm liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng có thể tăng tiếp tục trong thời gian tới vì số hội viên đến nay có thể vẫn chưa ra khai báo hết. HCDC đề nghị người dân từng tham gia Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo, kể cả khi không có dấu hiệu bệnh. Thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết cũng như đánh giá tìm nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan tới ca nhiễm, tiếp tục lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại phường 3, phường 5, phường 9, phường 15, quận Gò Vấp để đánh giá nguy cơ. Theo HCDC, mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng, người dân được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và hợp tác với ngành y tế trong thực hiện phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trung thực trong khai báo y tế về nguy cơ, yếu tố tiếp xúc của các bệnh nhân khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất khứu giác, vị giác, đi khám bệnh ngay và khai báo trung thực đến cơ sở y tế. Khi khám bệnh, phải mang khẩu trang và di chuyển bằng xe cá nhân. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa lô chung cư Hưng Ngân, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 vì liên quan tới một trường hợp nghi mắc COVID-19. Nguồn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, cơ quan y tế quận 12 tiến hành điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn các cư dân đang sống tại chung cư Hưng Ngân, phường Tân Chánh, quận 12 ngay trong đêm. Theo HCDC, việc phong tỏa chung cư Hưng Ngân vì có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đang sống tại đây. Cán bộ y tế cũng lấy 130 mẫu đơn cho toàn bộ cư dân thuộc tầng trệt, tầng 1 và tầng 2. Riêng 737 cư dân từ tầng 4 đến tầng 21 sẽ được lấy mẫu gộp. Công tác lấy mẫu được tiến hành thuận lợi, người dân hợp tác khai báo và sắp xếp theo thứ tự do ban quản lý chung cư hướng dẫn. HCDC cũng cho biết trường hợp nghi nhiễm sống ở chung cư Hưng Ngân đã tiếp xúc gần với một bệnh nhân liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Trường hợp nghi nhiễm đã chủ động đến trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp khai báo cho biết khi Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan tới Hội Thánh nói trên. Do trường hợp nghi nhiễm có triệu chứng ho, sốt nên được chuyển cách ly ngay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm khẩn cùng ngày nghi mắc COVID-19. Kính thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định qua điều tra dịch tễ,
chuỗi lây nhiễm ở quận Tân Phú có thể có mối liên quan ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Theo nguồn tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, bệnh nhân 6.908 được Bộ Y tế công bố vừa là bạn của bệnh nhân 6.445 và chồng của bệnh nhân 6.444 trú tại quận Tân Phú ngày 27 tháng 5 khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vừa là bạn của bệnh nhân 6.781 trong cụm dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Trên cơ sở mối liên hệ dịch tễ trên, ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định có thể mối liên quan giữa chuỗi lây nhiễm ở quận Tân Phú với cụm dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng cho biết, giải trình tự gen virus, vợ chồng thai phụ ở quận Tân Phú ghi nhận biến chủng B.1.6.1.7.2 từ Ấn Độ. Kết quả này tương tự kết quả giải trình tự gen 5 bệnh nhân thuộc ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Kết quả đánh giá, nhiều khả năng hai cụm dịch này có mối liên quan tới nhau. Sở Y tế TP.HCM cho biết, đây là hai chuỗi lây nhiễm lớn nhất hiện nay trên thành phố. Đến nay vẫn chưa rõ nguồn lây, ngành y tế đang tiếp tục làm rõ mối liên quan này để xác định mối quan hệ cũng như nguồn lây của hai chuỗi lây nhiễm nói trên. 4 ngày qua, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm, trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đến sáng nay ghi nhận 126 ca nhiễm, chuỗi lây nhiễm liên quan tới hai vợ chồng ở quận Tân Phú ghi nhận 7 ca. TP.HCM tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để đánh giá nguy cơ. Đến sáng ngày 30 tháng 5, xác định được 2.199 F1 và 60.209 F2 của các ca COVID-19. Thành phố lấy mẫu toàn bộ người dân tại nhiều phường tại quận Gò Vấp, quận có trụ sở sinh hoạt của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC dự báo số ca nhiễm liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay có thể vẫn chưa ra khai báo. HCDC đề nghị người từng tham gia Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo y tế trung thực, kể cả khi không có dấu hiệu bệnh. Cùng với thông tin trên, có hơn 62.000 người bị nghi ngờ có liên quan tới ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và quận Tân Phú này. Thông tin Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố xác định được 2.199 F1 và 60.209 F2 của các ca COVID-19 liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và cụm dịch ở quận Tân Phú. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bình cho biết, trong số 2.199 F1 ghi nhận, 1.151 mẫu xét nghiệm âm tính lần 1, 1.048 mẫu chờ kết quả. Trong 60.209 F2, ghi nhận 34.567 mẫu âm tính, 25.642 chờ kết quả. Theo ông Bình, thành phố đã lấy mẫu toàn bộ người dân phường 3, quận Gò Vấp, phường có cơ sở sinh hoạt của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Trong buổi sáng, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu tầm soát diện rộng toàn bộ phường 14, phường 15, một số phường khác của quận Gò Vấp như phường 5, phường 9 cũng được lấy mẫu toàn bộ người dân. Tính từ đầu dịch đến nay, TP.HCM đã thực hiện tổng số 527.960 mẫu xét nghiệm. Trong 4 ngày qua, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 133 ca mắc COVID-19. Trong đó, chuỗi lây nhiễm liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 126 ca bệnh. Chuỗi lây nhiễm liên quan tới hai vợ chồng ở quận Tân Phú khám ở Bệnh viện Hoàn Mỹ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đến nay ghi nhận 7 ca. 16 trong số 21 quận huyện, thành phố ghi nhận ca COVID-19 gồm thành phố Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình, các quận 1, 3, 4, 5, 10, 12. Trong đó, quận Gò Vấp ghi nhận 44 ca, quận 12 phát hiện 21 ca, Tân Phú 18 ca, Tân Bình 13 ca, còn các quận huyện khác rải rác một vài ca. Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện thành phố huy động nhân sự, hỗ trợ ngành y tế quận Gò Vấp khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi tới bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!